Nhưng mà người hướng dẫn của tôi... À, anh Tề mới tới hả? Ông chưa gọi tôi. Công tố viên Tề sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn thực tập sinh mới nè. Hãy làm quen đi. Đây là công tố viên hướng dẫn của anh, công tố viên cao cấp Tề Chí Quang của đội điều tra số 2. Dạ, xin chào anh. Tôi là thực tập sinh từ Pháp, Lý Chiến Tổng, khóa 38. Đội của chúng tôi không thể nhận anh. Tại sao? Sao lại không được? Hiện giờ chúng tôi không đủ người, nên không thể hướng dẫn cho cậu ta. Cho nên tôi mới bổ sung nhân sự cho anh. Thành tích của anh ta rất tốt. Tôi xin lỗi. Xin ông hãy gửi tới đội khác. Anh đã báo cáo với tôi bao nhiêu lần ở trong quá trình điều tra vụ của Nguyên thị trưởng Hán Thành? Không có chuyện gì cho nên không báo cáo. Phải báo cáo kịp thời mới đúng. Anh định tới khi tất cả mọi người biết thì mới báo cáo có phải không? Cho nên ông muốn xếp người này vào đội của tôi có phải không? Để giám sát tôi. Cho dù là gì thì tôi cũng cần phải được báo cáo kịp thời. Vậy thì tôi lại càng không thể nhận. Là một tổ chức thì cấp dưới phải nghe lệnh cấp trên. Tôi nhắc để ông nhớ tuân thủ nguyên tắc quyền điều tra độc lập. Nè, công tố viên Tề, Tề Chí Quang, Tề Chí Quang, còn đứng đó để làm cái gì? Không mau đuổi theo công tố viên hướng dẫn đi. Ờ, nhưng mà anh nói là không có tiếp nhận tôi mà. Điểm số thực tập của anh là do tôi chấm. Có muốn bị điểm F hay không? Dạ dạ. Xin chờ. Chờ. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin hãy nhận tôi làm thực tập sinh. Rõ ràng tôi nói là không có nhận anh. Ờ không, một người kêu tôi phải đi, còn một người lại không tiếp nhận tôi, thì tôi phải làm sao? Không lẽ tôi phải lơ lửng giữa không trung? Tôi không có thay đổi ý kiến. Quay về chỗ của trưởng phòng đi. Nào ông sắp xếp công tố viên khác hướng dẫn cho anh. Khoan đã, công tố viên. Bọn mình là cái thùng quyên góp tiền hay sao? Lại còn đẩy hết chỗ này tới chỗ khác. Sao phải gặp tình huống quỷ quái này?